hẳn tất cả những người chứng kiến đều phải sốc về số ma túy mà công an đã thu giữ trong vụ án này, gần 60 kg. Và điều đáng nói nhất, đường dây ma túy cực lớn này lại do một phụ nữ cầm đầu. Bà trùm của đường dây này là Nguyễn Thị Kim Hương, còn gọi là Hương Mẫu, 36 tuổi, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hương Mẫu từng có tiền án về ma túy. Đối tác của Hương Mẫu trong đường dây này còn có Nguyễn Nhự Lý, còn gọi là Lý Mèo, 29 tuổi, quê tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trưa 7 tháng 4 năm 2021, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Hương, Nguyễn Nhự Lý và 5 đồng bọn để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động trên địa bàn do Hương Mẫu cầm đầu. Băng nhóm này hoạt động khép kín, tinh vi, gồm nhiều đối tượng có tiền án tiền sự. Thì trong cái nhóm của Hương thì có rất nhiều đối tượng và được Hương phân công từ đối tượng là giao ma túy cho người mua, thế rồi cất giấu, vận chuyển. Thế và từ việc thanh toán thì liên tục sử dụng các cái số điện thoại thay đổi liên tục. Và bản thân Hương thì gần như ít khi đứng ra trực tiếp giao dịch mà phân công cho từng đối tượng trong nhóm này. Sau khi xây dựng kế hoạch phá án, ngày 30 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng bắt giữ Hương Mẫu cùng hai đàn em khi các đối tượng này đang ở một chung cư trên địa bàn phường Ngọc Lâm. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Lý Mèo là đối tượng truy nã và cũng là nghi phạm cung cấp ma túy cho băng nhóm của Hương Mẫu. Lý Mèo bị bắt khi đang ở một căn hộ trong chung cư số 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Căn hộ này chính là của Dũng Trọng Hoàng Mai, người vừa bị công an quận Hoàng Mai bắt giữ để làm rõ hành vi đe dọa giết người. Để thực hiện giao dịch mua bán ma túy, Lý Mèo sử dụng đến 8 điện thoại di động các loại để liên lạc. Tuy nhiên, hành tung của kẻ cung cấp ma túy chính cho bà Trùm Hương Mẫu cũng không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Phạm vi hoạt động rất rộng, liên quan đến rất nhiều tỉnh trên thành phố trên toàn quốc. Thế và liên quan rất nhiều các đối tượng. Thế bản thân các đối tượng thì luôn luôn thay đổi thủ đoạn, phương thức thủ đoạn trong cái việc giao dịch các cái hoạt động về phạm tội về ma túy, từ cái việc mà vận chuyển, thế rồi là mua bán cũng như các phương thức giao dịch, rồi là liên lạc cũng đều thay đổi liên tục, và vai trò của từng đối tượng khác nhau, thậm chí có thể là nhiều đối tượng không biết nhau. Trong cái chuyên án này thì các đối tượng đều thuê những cái căn hộ chung cư mà cao cấp. Thì cái việc mà như là chúng ta đã biết là việc mà vào tiếp cận là nơi ở các đối tượng hoặc là nơi mà đối tượng là hoạt động phạm tội là rất khó khăn, vì các hệ thống này đều là dùng các cái chìa khóa mà chỉ có các đối tượng mới mở được. Đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô, một cân điện tử cùng nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.